nếu ai đó hỏi bạn liệu cá có đếm được không, câu trả lời của bạn có thể là có lẽ là không. Đếm có vẻ như là một khả năng vượt xa các chức năng nhận thức của một con cá, phải không? Có lẽ không. Mặc dù quan điểm cho rằng cá có thể phân biệt được số lượng nhỏ đã được thiết lập, ví dụ nói sự khác biệt giữa hai hoặc ba thứ gì đó. Nghiên cứu mới cho thấy rằng một số loài cá nhất định thực sự có khả năng đếm và thực hiện các phép tính cơ bản. Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Scientific Reports kể lại một thí nghiệm được thiết kế để hiểu khả năng của cá trong việc thực hiện các phép tính cộng và trừ cơ bản, đặc biệt là chilit và cá đuối gai độc. Nhưng hỏi một trong hai loài này chắc chắn là một nhiệm vụ đầy thách thức, phải không? Bạn không thể chỉ hỏi một con cá, 1 cộng 1 hoặc 4, 1 là gì? Để kiểm tra khả năng tính toán của chilit và cá đuối gai độc, các nhà nghiên cứu đã nghĩ ra một thí nghiệm sử dụng màu sắc để giao tiếp các hàm toán học nhất định mà nhóm nghiên cứu muốn cá thực hiện. Cụ thể, các nhà nghiên cứu đã cho cá xem các nhóm vật thể có hình dạng khác nhau với màu sắc khác nhau. Các đối tượng màu xanh lam đại diện cho phép cộng và các đối tượng màu vàng biểu thị phép trừ. Ví dụ, các nhà nghiên cứu có thể cho con cá xem 4 hình tròn màu xanh lam, làm nổi bật họ muốn con cá thêm vào. Sau khi cho thấy kích thích ban đầu này, các nhà nghiên cứu sẽ cho họ thấy một kích thích khác. Kích thích tiếp theo sẽ đại diện cho việc bổ sung cá nhận dạng, ví dụ chúng sẽ hiển thị cá 5 vòng tròn và một lựa chọn khác với 3 vòng tròn. Nếu cá bơi đến 5 vòng tròn, phương án đúng, chúng sẽ được thưởng. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu muốn kiểm tra xem cá có thực sự đang học để thêm hay không. Thay vì chỉ tìm hiểu xem những phản ứng nào nhận được phần thưởng. Để kiểm tra điều này, các nhà nghiên cứu đã bỏ qua một phép toán cụ thể trong buổi huấn luyện với cá. 3 cộng 1 hoặc 3, 1 không bao giờ được trình bày cho cá. Ý tưởng là để xem liệu cá có nhận ra và áp dụng kiến thức cộng và trừ của chúng hay không, thay vì chỉ có các mẫu phần thưởng đã được nội bộ hóa. Điều thú vị là cá thường xuyên chọn kích thích chính xác cho 3 cộng 1 và 3, 1 mặc dù chưa bao giờ nhìn thấy nó trước đây. Kết quả khá thú vị đối với các nhà nghiên cứu. Họ nhận thấy kết quả đặc biệt thú vị vì những loài cá này không có vỏ não, nơi chịu trách nhiệm cho các hoạt động nhận thức phức tạp hơn. Cũng có những câu hỏi được đặt ra về cách loài cá sử dụng những khả năng toán học này, không cần biết đếm trứng hay tìm một người sinh sản hữu tính. Vậy những con cá này đã sử dụng khả năng số của chúng như thế nào? Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn. Chúc các bạn vui vẻ. Xin chào. Chia sẻ hữu ích nhé.